Điểm của em thì chịu khó chứ biết kiếm tiền. Nào kiếm anh miếng giường ở Cần Thơ. Dạ. Có mua xuống ủng hộ em chứ. Bán ế quá trời. Có mua xuống ủng hộ em chứ. Bán ế quá trời. Ế quá trời á. Mới vợ năm 2013. 2013 ly hôn năm nào? Năm 2020. Mấy con rồi? Hai đứa rồi. Hai đứa. Một trai một gái. Dạ em cũng thôi chồng cách đây 10 năm rồi. Cũng có đứa con em năm nay 16 tuổi. Chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan và bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Hữu Tường, sinh năm 1987, quê ở Tiền Giang. Hiện và tại đang kinh doanh tự do và sinh sống ở thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An. Mình kinh doanh về gì? Kinh doanh về vi tính, camera và bất động sản. Mời nhà gái nào? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thúy Hạnh. Năm nay em 37 tuổi, em đến từ Cần Thơ. Công việc của em là cũng là môi giới nhà đất. Môi giới bất động sản luôn? Dạ. Vậy là cùng nghề bên đây rồi đó. Dạ. Đất Cần Thơ giờ cũng ngon lắm đó. Trời, Cần Thơ giờ là thành phố thuộc trung ương là ngon rồi. À, ngon lâu rồi chứ không phải bây giờ mới ngon. Có muốn xuống Cần Thơ kinh doanh bất động sản không? Dạ, có ai xuống mua nhà đất thì ủng hộ em. Em trai. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là rất là vui vẻ, hòa đồng, nhạy bén về phần kinh doanh. Điểm yếu là dở về vấn đề nội trợ. Nội trợ là dở thôi. Mời nhà gái. Nói chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em thì chịu khó với biết kiếm tiền. Rồi còn khuyết điểm thì tánh em hơi cọc, ăn miếng trả miếng. Là cọc luôn á? Cọc luôn hả? Chứ còn gì nữa, người ta không thích mà cứ nhào vô hoài luôn. Mỗi lần dắt khách đi coi đất mà khách không mua rồi có cọc không? Không, khách thì em ưu tiên dữ lắm. À đó, ừ. Khách em không dám ho. Không dám ho luôn hả? Nào kiếm anh miếng giường ở Cần Thơ. Dạ. Có mua xuống ủng hộ em chứ. Bán ế quá trời. Có mua xuống ủng hộ em chứ. Bán ế quá trời. Ế quá trời á. Mùa này ế phải rồi. Mùa này ế phải rồi. Bữa nào có nào rẻ rẻ giới thiệu tôi Ngọc Lan làm miếng với Cần Thơ nha. Dạ. Rồi bây giờ mình cho nhà gái biết cái đường tình duyên của mình sao. Lấy vợ năm 2013. 2013 ly hôn năm nào? Năm 2020. Mấy con rồi? Hai đứa rồi. Hai đứa? Một trai một gái. Lớn sinh 2013, gái là sinh 2016. Rồi hiện nay hai đứa con ở đâu? Ở với mẹ. Ở với mẹ. Mẹ lo cho hai đứa nhỏ. Dạ, rồi hàng tháng chu cấp. Đường đời bên đây vậy đó. Truân chuyên quá. Nhà gái thì sao? Dạ em cũng thôi chồng cách đây 10 năm rồi. Cũng có đứa con em năm nay 16 tuổi. Trai gái em? Gái. Ở với ai cưng? Có khi thì nó ở với em, có khi thì nó ở với cha. Rồi với nội, với ngoại nó ở, em cho nó ở đều hết. Bây giờ em muốn tìm một người yêu, một người vợ tương lai thế nào hả em? Thật thà và giỏi về việc nội trợ gia đình. Rồi người ta buôn bán, người ta kiếm tiền giỏi, người ta không giỏi về mà cơm nước rồi sao? Thì lúc đó nếu ấy thì mướn người làm. Mướn người làm. Được. Được. Mướn người làm rồi tôi chịu. Tại vì mình phải đi ra ngoài mình kiếm tiền. Rồi em có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? 1m58 nữa lên. Rồi. Cân nặng chắc khoảng. Anh nói nhỏ xíu không nghe. Nặng 50-60kg nói chút xíu à. Con trai mà nói nhỏ hơn con gái. Nhỏ, quá nhỏ. Nó nhỏ anh lắm. Ơi, anh nói lớn lên xíu được không anh? Anh ơi nó lớn lên xíu được không anh? Thấy chưa? Cũng mua bán bất động sản em giới thiệu người ta rồi làm sao? À, bán miếng đất này nè, nó bán ngang hai dài bốn, nó bán 100 mấy, ai nghe? Không, tại em dân đầu tư chứ không phải là môi giới. Em đầu tư hả? Đầu tư cũng phải nói cho người ta giá nhiêu này kia chứ. Em đầu tư hả? Đầu tư ở đâu? Nhiều lắm, ở Tiền Giang, ở thành phố Long An. Rồi bây giờ nhu cầu của nhà gái như thế nào nè? Em muốn tìm một người bao dung một tí xíu, tại vì phụ nữ mà thích được che chở chiều chuộng đồ chứ em cũng yêu cầu nhiều ế quá. Ế quá. Ông ấy kiểu hiền khô nói chút xíu rồi đó. Dạ. Về em chút em lao gì manh tiếng thôi. Dạ. Chút em lao gì manh tiếng thôi. Dạ. Em ăn hiếp được là được rồi. Em ăn hiếp được là được rồi. Ừ. Dạ, muốn bán bất động sản. Muốn đầu cao tư thấp xíu. Mập ốm ra sao để chị Lan qua chị Lan ngó cho. Em thấy thì về ngoại hình thì sao cũng được hết trơn mà đừng có dị tật hay là xấu quá nữa lỡ sanh con xấu tội nghiệp nó thôi. Trời. Không xấu quá đúng không? Dạ đúng. Qua cô đẹp trai không? Dạ chào nhà trai. Chào. Trời em ơi, từng nét rất là đẹp nha. Mắt bên kia, miệng rất là đẹp. Đất phù sa màu mỡ một chút. Không bàn gì cái đó, chỉ bàn chi tiết trên gương mặt của em để em có thể kết hợp ra một đứa con đẹp. Mắt mũi miệng bên đó là đẹp. Đẹp trai á. Đẹp mà. Dân Tiền Giang tôi cũng đẹp trai lắm á. Điều cái hiền lành nó nhỏ thôi.
Bụng bự được không? Dạ được. Hả? Dạ được. Em thích bụng bự không? Sao cũng được, cho miễn là thiệt lòng là được rồi. Ừ. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đây nè. Mình nhà trai đi với ai? Đi với cô. Dạ con chào cô. À, chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Ngọc Lan. Dạ. Theo nhận xét của cô thì cô nhìn thì cô thấy cũng được, cũng là tùy duyên. Để cho mà hai cháu nó có số điện thoại nhau để tìm hiểu. Dạ. Để mong muốn cho nó có một ngày để nó hạnh phúc và sống trọn đời. Dạ. Rồi thôi vậy xin hết. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Em đi với ai? Dạ em đi có mình Ân. Mình Ân hả? Dạ. Sao? Để chị Lan hỗ trợ cho. Em dạ. Có rủ con em mà tại nó mất đi học. Con có cho đi lấy chồng không? Cho, nó kêu em đi em mới đăng ký chương trình đó. Phải không? Nó cho rồi đúng không? Dạ. Bây giờ sao? 2, 3. Mở rào. Nói lớn lên xíu nha. Trời đất ơi, nói chút xíu à. Mình cầm tặng quà rồi cái gì đó mình nói luôn cho người ta biết luôn nha. Em đi gấp quá các em quên mua quà cho anh này. Không mấy anh tặng em cho anh ha. Không mấy anh tặng em cho anh ha. Rồi mời hai bạn về chỗ. Hai người cảm nhận coi thấy sao. Anh thấy em sao anh? Thấy em dễ thương thiệt. Em có đủ tiêu chuẩn để đồng hành với anh không? Được em. Có gì nói đại đi nha. Quan điểm về hôn nhân thì anh cần người hiền lành, thật thà, dẫu về nội trợ gia đình với lại chăm sóc cho con cái. Thiệt thà thì em có, hiền lành thì chắc chút chút mà có tính hơi nhõng nhẽo xíu. Còn nội trợ thì em nấu được đó, mà ăn thì em không biết. Thiệt, cái đó là em nói thiệt, tại vì công việc thì anh cũng biết rồi, thì mình tối ngày chỉ biết đi kiếm tiền thôi à. Có lâu lâu thì em thích cuối tuần, cuối tháng thì tổ chức gia đình mình ăn uống tại nhà, mình nấu nướng, mình ăn uống vậy đó thì ok. Hay là nữa em anh Hùng lại mướn người làm đi. Thì okay nói không? Chung là mướn người làm cũng được. Thì tại vì anh rất là dở về phần nội trợ với dọn dẹp nhà cửa. Thì nếu mà ấy thì anh với em ấy thì khoảng bao lâu đi đến hôn nhân? Em thì khi mà đăng ký chương trình thì em đã sẵn sàng rồi. Quan trọng là bên anh thôi. Thì nói chung là anh cũng muốn tìm một người hợp để cùng tiến đến hôn nhân, để còn xây dựng gia đình, phát triển cuộc sống. Hiện tại là anh ở thị trấn Cần Giuộc, là anh nhà của anh mới mua năm rồi và anh xây nhà lên năm rồi. Ở Cần Thơ thì em cũng môi giới, vừa làm môi giới em cũng có đầu tư nhỏ nhỏ, em xây em bán lại. Nếu mà anh em đến thì có thể em về thị trấn Cần Giuộc được không? Anh ở đâu em ở đó? Anh ở đâu em ở đó? Thấy chưa, người ta mạnh mẽ vậy không được không? Bây giờ nè, bước tới rồi, đứng dậy coi, đẹp trai mọi gì mình có gì đâu mà sợ. Dám nắm tay không? Nói đứng sát sát, nói lớn lên. Nói cho mình nữa nha, chứ đừng hỏi người ta nữa. Anh muốn là năm sau, năm nữa gì cưới vợ anh. Đó em ha. Anh ơi thôi mình đừng nói nữa, mình bấm play. Anh ơi thôi mình đừng nói nữa, mình bấm play. Em thấy anh mắc cỡ hả? Kệ, chỉ là nó nói thôi. Em muốn tìm hiểu trong thời gian bao lâu? Em không biết cái đó tùy anh. Ví dụ như anh thấy là mình đủ rồi thì mình đến, còn không thì mình tìm hiểu tiếp, còn không thì mình mua bán. Em khải thảy khách tên cho anh thảy khách xuống cho em. Em làm cho công ty hay là em làm kinh doanh ngoài? Em làm tự do. Khách mà nó thảy qua thảy lại vậy thôi. Nhưng mà đó giờ em làm ở Cần Thơ không hay là có làm ở tỉnh nào nữa không? Hồi trước em có muốn mua mấy công đất ở dưới Hậu Giang á, mà em bán rồi. Giờ em rút về Cần Thơ, em làm trong Cần Thơ mà đang phát triển thêm Sài Gòn. Sài Gòn là ở quận mấy? Sài Gòn thì em đang hướng vô Bình Tân với Gò Vấp luôn. Em có quen ai trên đó hay là môi giới sao? Em quen với chủ nhà, người ta bán kể ghẻ em mua. Vậy là em giỏi hơn anh rồi. Tại vì ban đầu người ta xuống ta mua nhà của em, rồi cái ổng nói ổng bán cái nhà của ổng xong rồi ổng mới xuống mua được. Cái em hỏi nhà nhiêu, đổi với em đi rồi bù. Mà chốt giá bên em xong rồi ảnh không chịu chốt giá bên ảnh cho nên gãy. Đây giống sàn bất động sản quá. Ông về trên Long An anh bán được không? Cái gì? Long An không có bán được. Tôi có mấy ở miếng ở Cần Giuộc không có bán được miếng nào hết trơn á. Ở dưới em không gà cũng không thấy giao dịch nữa. Mình tỏ tình đi. Mình tỏ tình. Tỏ tình đi.
làm thơ hát tỏ tình đi. Đừng nói chuyện đất đai, tôi xỉu đây giờ đó. Tách chú Quyền Linh ra. Thôi nói đi. Ê, cần ruột, cần dạ, nước, cần giờ gì đó, Long Thành gì đó tôi còn mới bán được. Không làm được gì hết thì bây giờ mình nói một cái câu chốt hạ để bày tỏ tình cảm của mình đi nè. Anh có bấm nút không? Anh có bấm nút không? Có. Vậy rồi, em bấm. Về đây. Rồi, vậy đi. Nhà gái người ta chỉ chờ có nhiêu đó hả? Đưa tay vào nút bấm nào. Hai bạn bấm đi ạ. 1, 2, 3. Rồi bây giờ chính thức hẹn hò nha. Nắm tay nhau đi nào. Con gái ơi. Con gái. Trời ơi, ông có vợ rồi đúng không? Dạ. Đời vợ rồi đúng không? Hai con rồi đó. Ờ, à, mà kêu hung á. Cái gì? Không lên. Không. Tôi khổ ông quá à. Không có mạnh dạn lên gì hết. Mời em trai. À, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hiến, năm nay mình 34 tuổi, mình sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, mình là kỹ sư và công việc của mình là mình làm tư vấn giám sát cho một dự án ở quận 7. À, em xin hết. Xin chào, em quên, mới giờ xin chào MC Quyền Linh và xin chào chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và gia đình hai bên. Rồi chào em. Dạ. Hiến hả? Dạ em. Kỹ sư giám sát công trình hả? Tức là kỹ sư xây dựng đó đúng không Hiến? Dạ kỹ sư xây dựng nhưng mà công việc là làm tư vấn giám sát. À. Dạ. Rồi mời nhà gái. Hiến là cống hiến đó hả cưng? Đúng rồi, cống hiến đó. Rồi chào em, bây giờ tới phần giới thiệu của bạn gái nè. Dạ. À, em chào chị, em chào chú Quỳnh Linh ạ. À. Em tên là Hoàng Thị Ngọc Thùy. À, năm nay em 31 tuổi, hiện tại em đang làm kế toán tại công ty cổ phần đầu tư phát triển ASEA. Mình sinh sống ở đâu cưng? Dạ em hiện tại đang sống ở thành phố Thủ Đức. À vậy dạ. Không sao, quận 7 qua Thủ Đức thì cũng không có xa ha. Bên kia làm quận 7 đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ở đâu Hiến? Dạ em sống cùng gia đình ở Bình Tân. Bình Tân. Dạ. À, trong gia đình thì có bao nhiêu người thành viên Hiến? À, trong gia đình của em thì có ba mẹ và có một em gái và có bà ngoại. Dạ, bà ngoại, mẹ, bà nội. Bà ngoại và bà em gái nữa. Dạ. À. Nhưng bây giờ có nghĩa là em lấy vợ về là phải làm dâu đúng không Hiến? Dạ thì cũng nếu mà làm dâu được thì em rất là mong muốn, tại vì gia đình của ba mẹ em cũng rất là hiền, cũng rất là thương con dâu. Ừ, bà dạ. Ngoại sao, lớn tuổi chưa? Dạ bà ngoại em thì cũng lớn tuổi rồi, dạ cũng trên 90. À, trên 90 hả? Dạ. Rồi đó là lý lịch trích ngang của nhà trai đó. Mời nhà gái. Rồi bây giờ thì mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ điểm mạnh của em á là em độc lập á chị. Em độc lập. Nói chung là em thích việc bếp núc á. Dạ. Nhưng mà em không có, khi nào tâm trạng em tốt em mới vô làm thôi, còn không thì bình thường em chỉ làm theo việc sắp xếp công việc của mình thôi. À, nói chung là công việc của em thì nó cũng không có quá bận rộn đúng dạ. không? Làm theo giờ hành chánh mà. Dạ. Chiều tối về thì vui vui vô bếp. Dạ. Rồi còn khuyết điểm của mình? À, dạ khuyết điểm của em đôi lúc em mệt á, em sẽ quạo với người bên cạnh. Ai mệt cũng quạo, vì dĩ nhiên ai cũng muốn có người bên cạnh để trút hết trơn trọi. Không biết bên kia có chịu để cho người ta trút không nữa. Sao cưng? À, thì nhà trai. Thì thật ra thì tính của em cũng rất là điềm đạm. Mọi người gặp em lần đầu tiên thì nhận xét em rất là điềm đạm. Nên em nghĩ là mình có thể là một cái điều gì đó cho bạn gái bực chút nỗi lòng của mình. Hiến có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, em ưu điểm của em là em thứ nhất là em thích thể thao. Nếu mà trong thời gian rảnh thì em thường hay chạy bộ. Và cái thứ hai nữa là em có thể nấu được một số món ăn cơ bản như là món cua hoặc là món cà ri. Còn khuyết điểm của em á là em thứ nhất là em cái giọng của em nó hơi nhỏ, hơi nhẹ. Và thứ hai nữa là cái tính của em đối với mọi người em khá là điềm đạm, nhưng mà đối với trong mối quan hệ bạn nữ em khá là khó tính. Nên đó là lý do tại sao đến giờ này em vẫn chưa có người yêu. Dạ. Mối quan hệ với phụ nữ hơi khó tính. Dạ. Em khó về vấn đề gì Hiến? Em khó là em hay trong cái lần gặp đầu tiên với bạn nữ thì em hay soi xét, em hay nghĩ xa nên em cũng hơi lo lắng. Nghĩ xa hả? Dạ. Tức là em nhìn gần nhưng nghĩ xa hả? Dạ, nghĩ xem hai đứa có hợp nhau không, rồi về sống chung như thế nào, rồi mọi thứ, rất là nhiều thứ nữa nên cái đó không có xa đâu, đó nghĩ đúng đó. Dạ. Mà cái đó cũng đâu có gì đâu là gọi là khó. Đúng rồi. Khó là cụ thể như thế nào, có thể nói rõ hơn cho chị Lan biết không? Ví dụ như vậy nè, có những người rất là ngộ nha quý vị. Với bản thân mình thì mình rất là phóng khoáng,
mình có thể đi đây đi đó, mình có thể đi chơi với bạn bè rất là vui vẻ, tụ năm tụ bảy được. Nhưng với bạn gái của mình mà làm cái việc đó thì mình lại không đồng ý. Đó, nếu mà cái em mà có cái tính đó là nó không tốt á. Có dạ. Không? Thì cái tính đó thì em nghĩ em cũng có một chút, nhưng mà em nghĩ là trong tương lai thì em sẽ sửa đổi, sẽ thay đổi để cho bạn gái cảm thấy thoải mái hơn. Ừ. Dạ. Ờ, cái gì mình cũng phải công bằng chứ đúng không cưng? Dạ. Bây giờ cụ thể luôn đi. Cụ thể là bây giờ về tình yêu á. Dạ. Là với cái khó tính trong tình yêu vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? À, thật ra thì em chỉ có một mối tình đầu tiên lúc mà năm lớp 6, lúc lớp còn bé, mấy đứa bé hay chọc nhau ấy mà. Rồi đến bây giờ thì em vẫn chưa có mối tình nào, bởi vì em hay được gia đình giới thiệu gặp gỡ đó, nên cũng chỉ là gặp mặt, xem mặt một hai lần, ăn uống vậy. Là nếu mà cảm thấy, nếu mà cổ không thích em á thì thôi, còn nếu mà em không thích cổ thì nó không đi tới đâu được ạ. Dạ. Nghĩa là em chỉ có mối tình năm lớp 6 thôi được hả? Dạ. Trời đất ơi. Và từ hồi đó giờ chưa có, từ lúc lớn lên biết yêu này kia là chưa có người yêu luôn. Dạ, chưa có. Dạ. Có nắm tay bạn gái nào khác giới chưa? Nắm tay thì em chưa, cũng muốn nắm tay lắm nhưng mà cổ không cho. Dạ. Không cho. Chào em. Dạ, chào chị. Chị nghe em nói cái chị tò mò quá, chị phải đi qua chị coi là. Dạ. Không biết là cái ngoại hình của em nó có làm cản trở cái việc yêu đương của em hay không, nhưng mà rõ ràng chị qua thì chị thấy đẹp em rất trai. Là đẹp. Trời ơi. Tướng tá rất là ngon lành. Ừ. Dạ, vậy thì theo chị, em thấy là cái điều gì để nó cản trở cái chuyện yêu đương của em để mà tới giờ này chưa có mối tình dắt dai? Dạ, em nghĩ cái nguyên nhân chính là do cái môi trường làm việc. Em là làm trong cái ngành xây dựng là đa số là các bạn nam không à, còn các bạn nữ thì không có. Và cái thứ hai là những bạn nữ mà em thấy thích thì đa số bạn đã có người yêu rồi, có gia đình rồi, nên nó cũng rất là khó. Sao khăn thích cho em. Thì ác nghiệt với em, không lựa người độc thân, em thích em lựa chứ cái người mà có người yêu không vậy? Dạ, nó cũng không có nhiều người để lựa, không có nhiều. Hồi đó đi học không có crush ai hả? Dạ, đi học cũng một lớp của em đây cũng chỉ có khoảng là 3 đến 4 bạn nữ. Hay là do mình khó quá? Dạ, em nghĩ chắc là nguyên nhân là như vậy. Dạ, chắc khó quá đó, bạn công nhận là bạn khó tính trong tình yêu mà. Dạ. Chính vì thế mà coi như là bây giờ còn nguyên si trong trắng đó. Còn dạ. Nguyên không? Nhà trai thiệt không? Bạn. Thiệt. Mấy tuổi rồi nãy nói nhiêu rồi? 34 đúng không? 34 tuổi. Từ 34 tuổi mà chưa bóc tem luôn là nguyên hơi si. Nguyên thùng nguyên kiện luôn. Dạ. Không chừng quên luôn á. Không, em chỉ nói chơi thôi nhưng mà cũng chắc. Dạ. Hả? Là sao? Dạ thì nó kiểu như vậy. Dạ. Là sao? Thì nó là như vậy. Không có chuyện đó tế nhị em cũng không. Sao? Cái vụ gì anh nói lớn lớn em nghe cái vụ đó làm sao? Vụ nào anh? Vụ này em mới nói đó. Không, cái vụ nào mới được chứ anh? Vụ mà còn nguyên tay với chị không? Lần 1, 2, 3. Ý bà nói mình nó nguyên si chưa chắc nguyên si. Dạ. Đã lỡ một lần rồi. Lỡ lần đó. Lỡ rồi đúng không? Hả? Chưa lỡ. Chưa, có nắm tay bạn gái là lỡ một lần rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay chưa? Thì đó là hồi bé thôi, hồi năm lớp 6 á. Lớp 6 mà hôn người ta rồi hả? Dạ. Thì do lúc đó còn bé, mấy bạn thứ nhất mình cũng chưa hiểu gì, với lại lớp 6 mấy đứa hay chọc nhau, cứ nói là hôn đi thì làm luôn đúng không? Thì mình hôn thôi. Dạ. Vậy rất ít bụi phấn à. Nó trời lớp 6 thì đưa gì ông ơi. Dạ. Nó người ta là gọi là chưa biết suy nghĩ, chưa biết gì, chỉ là gọi là cũng nít chơi nhau thôi. Dạ. Cái đó không coi là một cái gì hết trơn á. Dạ. Nha, không coi là mối tình, không coi là bất cứ cái gì hết. Dạ. Tức nha. Là chị hỏi thiệt là từ hồi đó tới giờ là mình chưa có một cái nắm tay nào mà gọi là có cảm xúc của con trai và con gái hết hả? Có cảm xúc, có muốn nắm tay bạn gái, có muốn ôm hôn bạn gái, nhưng bạn gái không cho. Có là trong những lần gặp gỡ đó là bạn gái không mình không phải là gu của cổ. À. Nên mình không có cơ hội. Trời tới thương quá. Dạ. Muốn nhưng không cho. 34 tuổi mà chưa có cái gì hết là thiệt thòi đó nha em. Dạ. Chứ không phải giỡn. Thiệt thòi đúng không? Thiệt thòi. Được chưa? Giờ bà mối thấy nhà trai tôi ok chưa? Tôi dễ thương quá. Không. Mà tôi hơi lo lắng. Lo lắng là lo gì? Mà tôi thấy không biết gì hết trơn. Giới tính rõ ràng. Có thích phụ nữ, có cảm xúc. Nhưng bởi người ta không cho thôi. Có gì đâu. Ta cho là chơi luôn rồi đó. Đúng không? Cho đúng không? Là cho là làm luôn á. Làm luôn hết chứ. 2, 3. Khẳng định giới tính một lần nữa. Hiến. Bây giờ tôi qua bên đây coi Thùy coi sao. À, chào Thùy. Mấy mối tình? Dạ, con cũng chưa có mối tình nào. Trời đất ơi. Không có mối tình nào luôn. Dạ. Có giống bên kia là hồi nhỏ nhỏ có nắm tay này kia không? Dạ không. Không luôn. Dạ. Bên đây còn trong trắng dữ luôn, không bên kia luôn. Em chưa có một chút cảm xúc nào luôn hả? À, dạ em có chị. Chứ không, nhưng mà em tỏ tình người ta từ chối.
Ôi, sao ác nghiệp vậy trời? Ai vậy? Đứa nào vậy? Đứa nào ác trời nghiệp ơi, một vậy? Cô gái xinh xắn đáng yêu như vậy mà nỡ lòng nào từ chối người ta? Ừ, bên kia một chàng trai xinh không cho. À, bên đây một người mà không ai gọi là có thể tỏ tình mà người ta cũng không chịu luôn. Dạ, em cũng chủ động mà. Chủ động luôn hả? Dạ. Em chủ động sao, nói sao? Em nhắn tin. Em có nhắn tin trả lời tỏ tình với anh đó nhưng mà anh đó từ chối. Nhưng mà em nhắn cái tin sao? Nhiều khi em nhắn nó không rõ ràng. Ừ đúng rồi. Không, không, lâu lắm rồi em không nhớ nữa. Thế chưa, vậy là cái tin nhắn của em nó không có sâu sắc. Thành ra người ta, nhiều khi người ta gọi là người ta không có nghĩ là em nói là em yêu người ta, người ta bỏ qua đó. Mình nhắn tin là mình phải thổ lộ rõ ràng luôn, thấy không? Mai mốt trong tình yêu là phải rõ ràng luôn nha. Ví dụ nó dứt khoát luôn, nói đại luôn. Anh thích tôi không? Tôi thích anh đó, anh có thích tôi không? Ừ. Anh trả lời một tiếng một. Ừ. Đó, phải rõ ràng như đó. Vậy dứt khoát vậy nha, nếu có tình yêu nha. Dạ. Không sao hết, mình phụ nữ hiện đại mà. Rồi, như vậy là hai bên còn nguyên đai nguyên kiện hết. Mai mốt có cái gì không hiểu thì gọi hỏi Quyền Linh với Ngọc Lan chị cho. Còn nghiệp, hai bạn này chưa có một cái mối tình bắt vai mà chưa có cảm xúc về yêu đương gì hết trơn, đúng không? Dạ. Rồi bữa nay cố gắng nha. Dạ. Bây giờ về đi, bên nhà trai tôi thấy rồi đó, mà mối thấy rồi. Thử em gái diễn tả thêm cái tiêu chí của em có giống nhà trai bên tôi không? Tiêu chí tìm yêu thế nào? Cao to gì đó không? Hình dáng hay là một cái mẫu hình lý tưởng nào đó? Dạ, em thì chỉ cần cao hơn em. Chắc chắn cao hơn. Còn không không quá mập cũng không quá gầy, tại vì em gầy đừng rồi. Có nói mập ở đây. Đó là tương đối lắm, nhưng mà đúng là đừng nói mập ở trên mập cái nó đụng chạm nhiều người lắm, nó múp míp thôi. Dạ, rồi. Tại vì gầy quá, nếu mà gầy quá thì em lại sợ, tại vì em đã gầy rồi. Gầy quá không tốt. Dạ. Cái người kia sẽ bù lỗ cho em sẽ múp míp lên chút nha. Dạ. Rồi. Còn tính tình gì sao? Muốn tính tình sao? Dạ, em thì chỉ cần hài hước thôi. À, vui vẻ hài hước. Dạ. Đúng rồi. Nói chung hai bạn này đến với nhau là mối tình đầu đó. Tình đầu đi. Đó. Mối tình đầu là phải vui vẻ, hài hước, phải ấn tượng. Dạ. Tình yêu mà không hài hước nó buồn lắm. Cuộc sống mà không có hài hước nó cũng buồn lắm nha. Được. Bây giờ tôi thấy nhà trai nãy giờ nói qua nói lại cũng vui rồi đó. Cũng có sự hài hước trong đó. Dạ. À, nhà trai ơi. Dạ. Mình nghe tiêu chí nhà gái mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm vậy? Dạ, em nghĩ là em có thể đáp ứng được 70%. Ủa gì ít vậy? 30% còn lại là phần hài hước hay sao? Dạ. Có hài hước không? Thứ nhất là phần hài hước, và thứ hai nữa là trong quá trình tiếp xúc với cổ thì em tính nếu mà hợp nhau thì đó là cái phần trăm còn lại. Dạ. Còn 30% là nếu mà thấy nhau là hợp nhau đó là đủ đúng không? Dạ chính xác ạ. Ok. Rồi, còn mình muốn nhà gái như thế nào? Diễn tả coi. Em thì thật sự là em cũng em muốn bạn gái là thứ nhất là em thích người phụ nữ gia đình. Dạ, cũng không quá cao, không quá mập, ngoại hình nói chung là cũng tương đối ưa nhìn. Đó là chỉ như vậy thôi. Dạ. Rồi có cái mong muốn gì hay là có cái điều gì không thích ở nhà gái mình nói trước đi, chứ cái đó là cái điều mà cản trở em từ trước tới giờ đó. Dạ. Bạn gái thì em không thích cái bạn gái mà quá là cá tính, và cũng như quá là cái tính cũng giống như kiểu gia trưởng hay là không chịu thay đổi suy nghĩ á. Tức là mình cố gắng mình khuyên bạn, thuyết phục bạn, bạn ấy không, mình phải nhiều người khuyên bạn thì bạn mới chịu thay đổi suy nghĩ, là cái tính như vậy. À, là em không thích. Dạ. Tức là phải chia sẻ với em nhiều hơn đúng không? Dạ. Thấu hiểu nữa đúng không? Dạ. Muốn hiểu thì phải tìm hiểu thì mới hiểu được nghe. Dạ. Rồi bây giờ em đi với ai nè? Ngày hôm nay em đi với lại bạn học cùng lớp với em ở đại học mà một cái anh làm cùng cơ quan với em. Dạ. 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 Rồi, chào nhà trai. Dạ. Em chào chương trình, em chào anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Dạ. Em là bạn của bạn Hiến. Dạ. Thì em có đôi lời nhận xét về bạn nữ. Thì thấy bạn nữ với lại bạn Hiến chắc cũng hợp nhau á. Thì hai bạn cho nhau cơ hội. À. Dạ, em xin hết nè. Em có người yêu chưa? Dạ em cũng chưa. Em có mối tình nào chưa? Dạ thì cũng có quen một vài bạn mà. Chưa, nhưng mà em với Hiến thân nhau không? Dạ thì hồi xưa thì cũng đi học chung. Có đi chung rồi nhậu chung, ở chung không, ngủ chung không? Dạ không, thì bạn Hiến thì bạn đi làm ở nước ngoài nhiều. Dạ, còn mới về Việt Nam đây. Em với Hiến thân lắm hả? Thân học chung lớp 12. Học chung, học chung đại học. Học chung từ đại học tới giờ rồi em có thấy Hiến có cái tật xấu gì không? Hiến thì tính cũng hiền. Dạ. Em cũng hiền. Dạ. Anh thấy hai đứa cũng hợp nhau. Thân quá đúng không? Dạ, chơi hồi chơi xưa nhau hợp đi. Không?
Dạ. Hai đứa chơi nhau hợp không? Hai đứa hợp nhau không á? Dạ thì cũng hợp. Hợp thì chơi mới lâu nha. Đúng rồi, dạ. Phải hợp đúng không? Dạ. À bây giờ chú Linh này hỏi dài không? Hả? Không phải mình reset thử coi có đúng. Vấn đề gì không? Tôi làm mai làm mối tôi phải rõ ràng lắm không? Giờ mình hỏi nhà gái. Có bao giờ bạn Hiến đi chơi với bạn trai khác bạn không? Em cũng không biết nữa. À. Dạ. Vậy là được. Chứ tôi nếu mà người này mà gọi là biết mà gọi biết là mà giấu là không được nha. Giấu là không được nha. Dạ không. À, em với Hiến thì kiểu làm học chung nhưng mà ra trường thì làm khác công ty. À. Dạ. Thì bữa hôm bạn Hiến nhắn tin em á là có tham gia chương trình. Thì nói là có người thân đi thì em theo em ủng hộ bạn Hiến. À, dạ. Rồi. Cảm ơn nhà trai. Cảm ơn em. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ em đi với em gái em và bạn em ạ. Dạ. Chào nhà gái. Chào chú. Được rồi đó, được em. Dạ xin chào chú Huyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Chào bạn Nam. Em là bạn của Thùy, bạn học từ thời cấp 3. Cũng bằng thân luôn đúng không? Dạ, thân. Em có bạn trai chưa? Dạ chưa. Trời ơi. Kỳ lạ ta. Chú hai bạn ra nói chuyện nhau luôn. Y chang bên đây luôn. Hai người đều không có bạn, không có người yêu mà chơi thân với nhau. Hợp không? Hai người hợp không? Dạ cũng hợp, nhưng mà hợp kiểu là bạn nữ mình hợp tính với nhau thôi, chứ không phải như chú Nguyên Linh hỏi. Ủa, tôi đâu có hỏi gì đâu. Tại nãy em thấy hỏi bên nhà trai bên kia. Ủa, tôi có hỏi gì đâu. Thấy chưa? Nói vậy thôi, đùa cho vui tí thôi, chứ thật ra các bạn gần như là nếu mà bạn thân với nhau chắc là hiểu nhau nhiều, biết tính cách của nhau. Vậy thì tại sao bạn lại không giới thiệu cho bạn Thùy một người yêu, hay là bạn Thùy có giới thiệu cho bạn người yêu? À dạ, nói chung là do hai đứa cùng ế cả. Thấy bên dạ. Kia hợp không? Dạ nãy giờ do không có dám nhìn qua. Giờ nhìn thử rồi, giờ nhìn thử bây rồi. Giờ nhìn thử không? Chủ yếu là hôm nay em đi là vì bạn em, cho nên nãy giờ thì em nhìn bạn Nam. À. Để có gì mình tư vấn cho bạn mình thôi. Rồi chút có gì tôi xin số điện thoại kêu tôi làm quen đây luôn được không? Dạ rồi, cảm ơn em trai. Nhìn qua đây có thấy hợp không? Tôi thấy mặt ổng đỏ ké. Biết đâu nha, tình gọi là tình chịu duyên em đó. À, bậy, tình không chịu. Phải, tức là trên đây là tình của bạn nè, ở dưới giờ duyên của bạn luôn, nó kiểu vậy đó chứ không phải. Nói là... chung là đi như đi lên sân khấu là một cặp, mà đi về là thành hai cặp. Hai cặp đó nha. Đó. Dạ, hy vọng được vậy ạ. Rồi bây giờ mình nhận xét về bạn Nam như thế nào nè? À, dạ, thì theo như nãy giờ bạn thể hiện thì mình thấy là bạn cũng khá phù hợp với lại Thùy. Nói chung là về ngoại hình cũng như là về tính cách. Còn về các yêu cầu của bạn Nam đặt ra thì mình thấy Thùy cũng phù hợp khá nhiều, có thể là trên 80%. Dù như Thùy là một cô gái biết quan tâm, nấu ăn ngon. Nói mà tùy tâm trạng về thôi, chứ thật ra hôm nay lên thì chắc là Thùy rung cho nên nói ít. Chứ còn hả, cô gái đó là rất là biết quan tâm người khác, chia sẻ, đặc biệt là nấu ăn ngon. Dạ, là một cô gái của gia đình đó. Công việc nhà thì rất là chỉnh chu. Nếu như mà nói về cái tính xấu của bạn thì có thể là do là kỹ tính quá nên thành ra nhiều khi là khó tính thôi. Dạ, chứ còn lại thì mình thấy rất là phù hợp. Như là mình mong muốn đó là Thùy với lại các bạn Nam cho mình cái cơ hội để có thể là ra ngoài thì hai bạn tìm hiểu nhiều hơn. Và có thể trong một hai lần đầu mà khi mà mình gặp nhau thì có cái gì đó nó không hợp, nhưng mà biết đâu tới lần thứ ba, thứ tư thì mình lại hợp thì sao, chứ đâu thể nào mà vì một cái lần đầu mà mình cảm thấy không hợp thì mình từ bỏ thì cũng không được. Hay quá. Hay quá, mạnh mẽ quá. Mà tới bây giờ vẫn không có ai. Người kỳ ấy, vậy. Dạ chị ơi, chị có thể. Bây giờ nè. Chị có thể cắt câu đó. Tiêu chí của em muốn có người yêu thế nào? Dạ nói chung hôm nay em lên là chỉ vì bạn em thôi. Còn nếu mà chú Quyền Linh muốn á thì sau khi quay chương trình này. Sau chương trình này dạ. Đúng không? Hai người đưa ra tiêu chí đi. Biết đâu cặp dưới thành trước gặp đây luôn. Thật ra không phải vì chúng ta ế đâu, mà là tại vì chúng ta đang đợi người tử tế để yêu thôi. Đúng không? Dạ. Ế là xu thế. Dạ. Rồi. Đại diện gia đình đó thì em nhắn gửi tới bạn Nam. Đó là nói chung cô gái của tụi em là một cô gái biết quan tâm, chia sẻ, chăm sóc người khác. Cho nên là cũng mong đó là bạn Nam cũng là một cái bạn mà quan tâm, chia sẻ lại với cái cô gái ấy. Với lại gia đình cũng có lời nhắn nhủ đó là... để tiến tới đó là chuẩn bị có một cái người bạn trai hoặc là cái người bạn đời của mình trong tương lai. Thì cô gái của em đã chuẩn bị đầy đủ về mặt lý thuyết rồi, chỉ cần đợi một chàng trai hợp để mình thực hành thôi. Chuẩn bị sẵn về mặt lý thuyết rồi nha, chỉ có thực hành thôi đó. Mà bên đó thì cũng chưa có kinh nghiệm để thực hành luôn.
Hai bên chưa có đâu có kinh nghiệm hết trơn á. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt coi sao nè. Kéo rào. Chuẩn bị tinh thần nha. Dạ. Đừng có soi quá nha Hiến nha. Dạ. Tôi hồi hộp quá. Nào. Bắt đầu đi. Mời hai bạn. À, đến với chương trình này thì anh có một ít quà mỏ gửi anh Quyền Linh. Dạ. Có rồi hả? Dạ có. Cảm ơn nha. Gửi chị Ngọc Lan. Ơi, chị cảm ơn em. Và gửi bạn nữ. Dạ, cảm ơn. Do chương trình báo cũng gấp nên em không có chuẩn bị đủ nguyên liệu á, nhưng mà em có làm một ít bánh tặng anh. Cảm ơn em. Anh rất thích bánh. Bánh gì vậy? Làm bánh gì? Dạ, em làm bánh quy mơ ạ. Tự em làm luôn, tự đóng gói, đóng gói luôn hả? Dạ, không, chị bỏ vô thôi, cũng không có gì. Cái này là bán được luôn, vô siêu thị được luôn rồi đó. Khéo vậy? Dạ không, tại hôm qua em chuẩn bị thì nguyên liệu nó cũng không có được đầy đủ nên. Ôi, vậy là đẹp rồi đó. Với lại một năm rồi em chưa có làm. Mở nha. Để em mở cho. Mở đi, mở, ăn coi. Quà của người ta mà đòi mở quá. Thấy bánh ngon quá. Dạ, thật ra em có chuẩn bị cho chị với lại chú Quỳnh Linh, nhưng mà hồi nãy vội quá em không có mang vô được. À, vậy không, sao? Em muốn mở quà bạn trai. À. Ngon không cưng? Ừ. Cho một cái ha. Dạ mời anh. Tôi chưa thấy MC nào mà trơ trẽn như MC này. Ngon mà, xin một cái thôi. Hồi nãy ta đủ ăn sáng thì không ăn rồi, giờ đói bụng. Thử coi nhà gái ngon không, ta thử mà. Nhà gái là phải ngon rồi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Ủa nhà trai tặng gì cho nhà gái vậy? Dạ một cái bóp. Dạ một cái bóp. Bỏ tiền vô, bỏ tiền vô. Bỏ tiền, cho tiền đi. Có tiền chưa? Tặng bóp là phải bỏ tiền vô. Bỏ tiền nó mới may mắn này nè. Đem tiền bỏ vô. Bỏ vô. Ok anh. Trời ơi, tôi ăn cái bánh mới mất 5.000 thôi. Anh xin phép anh bỏ vô giúp em. Dạ. Với lại các bạn. Dạ, ở đây còn một cái gì đó nữa em cũng chưa biết. Phong thủy nha. Tặng bóp phải bỏ tiền vô nó mới may mắn. Các bạn khán giả theo dõi chương trình, hãy nhớ rằng nếu như tham gia chương trình nào cũng vậy, các bạn tặng bóp phải bỏ tiền vô cho nó hơn. Chà, em nhận được một cây son nữa. Trang dở nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Trời, tỉ mỉ quá, chà, nhà trai tỉ mỉ quá. Bánh ngon quá, dạ. Còn cái nữa nha. Dạ, xin anh tự nhiên. Bánh rất là ngon, rất là thơm. Ngon quá. Dạ. Thôi, mình đang làm cái làm gì? Mình đang làm MC. Ok, dạ. Đây chị cầm cho. Dạ, em ngon quá. Dạ em ăn ở rất là ngon nhưng mà hả? Không ăn uống gì nữa hả? Hả? Một chút xuống sân khấu. Có bánh ngon lắm. Đừng làm nhục nhau như vậy. Ủa này làm lâu không vậy Thùy? Dạ em làm chắc là 2 tiếng. 2 tiếng hả? Dạ làm bột thì cũng nhanh nhưng mà em đợi nướng thì cũng lâu. Không mà ngon thiệt á. Làm bột gì vậy? Dạ bột mì cho. Bột mì hả? Ủa làm sao mà bánh nó giòn nó ngon? Cho miếng coi. Trời ơi, hai nói chuyện tiếp thì ngon quá. Em tên là Thùy. Dạ. Công việc của em là gì? Dạ, hiện tại em đang làm kế toán ạ. Vì tính chất nghề nghiệp của em nên đôi lúc em cũng hơi khó tính ạ. Và giờ đến cái mùa báo cáo của em á, thì em rất là stress. Nên là về thì em không có thời gian nấu nướng hay gì hết. Nên là cái thời điểm đó thì em cũng hay tăng ca. Thì lúc đó em rất là dễ quạo. Thì anh cũng hiểu cái thông cảm với nhà kế toán này, nó sẽ rất là áp lực vào cái những cái tùy mà thanh toán lương lậu và các bạn của người. Dạ. Thì hai đứa ngồi thì cái đó anh hoàn toàn anh thông cảm, và nếu mà anh có thể chia sẻ hoặc là có thể giúp đỡ vậy trong cái lúc mà em khó khăn như vậy thì anh hoàn toàn mong đợi. Dạ. Thì công việc của anh thì nó cũng như vậy, thì sẽ có những lúc mà anh phải tăng ca phải chợt thì dạ. Thì nó cũng có lúc áp lực như vậy, nhưng mà nó không áp lực bằng công việc kế toán, cái đó là anh hiểu. Tại vì anh cũng có làm một số công ty, anh thấy một số em kế toán rất là áp lực nên anh hoàn toàn thông cảm mà cũng muốn chia sẻ cái sự áp lực đó của em. Dạ. Em đang làm ở quận Thủ Đức đúng không? À dạ không, em làm ở quận 3. Thì hàng ngày đi làm thì cũng hơi xa, nhưng mà công việc của anh đó là mình phải đi làm thôi. Okay. Hẹn hò sau tuần mấy lần? Thì nếu mà như vậy thì nếu mà mình có cơ hội, em cho anh một cơ hội để mà được hẹn hò với em á, thì không biết khi nào em có điều kiện, có thời gian rảnh để anh được chở em đi hẹn hò đi chơi. Dạ, hiện tại thì gia đình em rất là ủng hộ nên là anh cứ hẹn thì em sẽ có thời gian thôi. À,
Hay quá. Thì anh nhận xét là anh thấy em rất là xinh xắn và cũng tính cách cũng rất là hiền. Và anh cũng hy vọng là trong tương lai chúng ta cho nhau một cơ hội và tiến tới với nhau. Và anh rất là trân trọng những điều đó. Dạ. Hiên hỏi ví dụ mà, ví dụ em làm dâu được, Hiến nhà em có má, có bà ngoại hơn 90 tuổi đó Hiến. Còn về cái vấn đề mà làm dâu á, thì thật sự ba mẹ anh cũng rất là mong có con gái. Cũng lớn tuổi rồi nhưng mà cũng làm việc gia đình đó, nên khi mà nếu mà em làm dâu bên nhà anh á, là em không phải làm bất cứ thứ gì hết. Bà của anh thì cũng có người chăm sóc, các cô hay đến chăm sóc. Còn nếu mà em muốn trong thời gian ở, em muốn ra riêng em ở á, thì anh nghĩ là ba mẹ nào cũng thương con. Nếu mà con cái mình hợp với nhau và có ý định đó thì ba mẹ sẽ chịu làm con cái thôi, anh nghĩ không vấn đề gì cả. Hiến có nhà riêng không Hiến? Dạ có, thì trong quá trình đi làm thì em cũng tiết kiệm, cũng có mua nhà. Dạ. Có rồi hả? Giỏi quá. Rồi quá giỏi rồi, vậy ngon rồi. Nhà của Thùy là có mấy anh chị em? Dạ nhà em thì có ba chị em gái ạ. Ba chị em gái luôn? Dạ. Em là thứ mấy? Em thứ hai ạ. Thứ hai. Dạ. Hai đứa em kia sao rồi? Chị em và em gái em thì đều lập gia đình hết rồi ạ. Vậy đó hả? Dạ. Vậy còn mình em chưa lấy nữa hả? Dạ. Rồi sẵn làm luôn, gọn luôn được rồi đó. Em mà lấy chồng trước chị nha, thấy là hợp lý, đầy đủ điều kiện rồi. Bây giờ mình hướng tới điều xa hơn nữa đi. Ví dụ dạ. Hai đứa lấy nhau bàn bạc coi sanh trai hay gái đầu lòng gì đó. Rồi tiền bạc ai giữ thì thế nào, phát triển kinh tế ở đâu rồi như thế nào đó. Ta làm kế toán người ta giữ tiền luôn chứ. Đúng dạ rồi. Không. Em không thích giữ tiền. Em không thích giữ tiền đâu. Ý, giữ đi. Dạ không, em thích là bạn trai cũng có biết cách quản lý tài chính của bản thân mình và đều có cái quỹ chung của gia đình. Thì không biết đâu, giữ đi. Trời ơi, giữ tiền đi. Anh muốn người phụ nữ của anh giữ tiền hay là mình tự quản lý cái tài chính của mình ạ? Thì nếu mà em thích thì em giữ tiền, anh hoàn toàn ủng hộ. Không, đừng trả lời nước đôi, trả lời là thích hay không thích, muốn hay không muốn, muốn ai giữ tiền. Đừng trả lời, nếu như em thích thì anh giữ tiền, em giữ tiền, anh ủng hộ, đừng trả lời vậy. Yeah. Anh rất là thích cái suy nghĩ của em là tài chính là bạn nam nào cũng tự chủ được. Và anh nghĩ là trong nếu mà anh có cơ hội đến với em, anh sẽ lo cho em về cái vấn đề mà kinh và cố gắng làm để có thể lo được cho em. Để mà cái tài chính càng ngày càng tốt hơn, để quản lý tài chính để sao cho mình có một cái tương lai tốt sau này, kể cả chuyện con cái. Còn về vấn đề giữ tiền thì em muốn giữ là điều hoàn toàn có thể được, anh hoàn toàn ủng hộ. Tại vì em ngày ngày em làm việc với số rồi, nên là đến việc gia đình em cũng giữ nữa thì em cảm thấy em kham nhiều quá và em sẽ bị stress. Và lúc đó nhiều lúc em sẽ trút giận lên người anh chẳng hạn. Thế không có thì... người phụ nữ nào mà tôi giữ tiền nhiều quá tôi bị stress hết trơn á. Suy nghĩ lại đi cưng. Với con thì tiền chỉ cần đủ là được rồi, không cần quá nhiều, không cần... Nói nghe nè, mình giữ tiền cái mình có con sổ mình ghi ra, ví dụ như chi tiêu gì mình ghi ra, cái người phụ nữ quán xuyến gia đình nó dễ hơn. Dạ không chị ơi, em mất bận là đúng rồi. Không phải em mà giả sử như em quên mất một cái số tiền nào đó thì em sẽ suy nghĩ xong em mất ngủ. Ừ. Cho nên là tại vì em bận em cũng nhớ dai lắm, nên là giả sử như hụt một cái số tiền nào đó cái thì em sẽ ngồi em suy nghĩ xong rồi cái em mất ngủ. Nhưng mà tin chị đi, em đẻ một cái là em muốn giữ tiền liền. Vậy là em không muốn giữ tiền đúng không? Dạ, nhân cơ hội này nhận ngay quyền đó em. Nhân cơ hội này hỏi những người phụ nữ hãy luôn luôn nói điều đó với chúng tôi nào. Em nhân cơ hội này nhận giữ tiền. Thật ra em cũng không, em bản thân em cũng không muốn nhận giữ tiền của bạn nào. Vậy hai đứa đưa tiền đây chị giữ đưa cho. Đưa đây tôi giữ cho. Đưa đây tôi giữ cho, tôi chi tiêu rõ ràng lắm. Trong cuộc đời tại sao lại còn hai con người hiếm thấy thế này ta? Không ai muốn giữ tiền hết vậy ta. Trời ơi hai đứa mà không muốn giữ tiền tức là hai đứa phải cực kỳ giàu, thuê hẳn một kế toán kiểm toán riêng để giữ tiền nha chứ. Anh tình nguyện giữ tiền cho hai đúng. Đứa để chị giữ cho, để anh giữ cho, để chị giữ cho. Chị sao giữ cho. Có giữ không? Thật sự thì em nghĩ là em cũng muốn bạn nữ có một cái tài chính độc lập để bạn có thể lo cho gia đình hoặc là lo cho con cái hoặc là có một cái gì đó sau này nếu mà gặp trục trặc gì á, nên em đó là lý do tại sao mà em không muốn giữ tiền. Và còn về vấn đề em thì vấn đề tài chính của em rất là rõ ràng rồi, về tương lai sau này 5-10 năm thì em rất là định hướng rất là rõ nên rồi. Thật ra hai bạn này nãy giờ là trêu ghẹo thôi chứ chúng tôi ghẹo các bạn thôi. Không ghẹo lấy thiệt nhưng mà là ghẹo thiệt. Là hai bạn này thì rất là rõ ràng về vấn đề tiền bạc, chắc chắn luôn, ai giữ cũng được. Tới lúc đó thì ai giữ cũng được, quan trọng là chi tiêu như thế nào để lo cho con cái. Và hai bạn tự khắc biết điều đó, tại vì hai bạn là cũng trưởng thành hết rồi. Dạ. Nãy giờ là đùa thôi, chứ đưa tiền đây thì tôi giữ tiền nghe. Rồi, bây giờ qua chuyện tiền bạc nó phải rõ ràng nữa nè, chuyện con cái. Đúng.
quan điểm về con trai con gái thế nào, ai thích sinh con trai con gái, phát biểu luôn. À, về cái vấn đề này thì em xin nhường cho nói, bạn nữ. Nói với bạn nữ đi. À, về vấn đề này thì anh xin nhường cho em cái sự lựa chọn, thì nếu em quyết định như thế nào anh cũng ủng hộ. Nhưng mà nếu mà cho anh trả lời trước á, thì anh thích là trai gái, một trai một gái, hai con là đủ. Và nếu mà em thích nhiều hơn thì em còn em thích nhiều. Dạ nếu như mà mình có điều kiện thì em dĩ nhiên em muốn nhiều con. Giống chị thích nhiều con. Tại vì mình có điều kiện nuôi thôi, nhưng mà nếu mà mình có điều kiện mà không suy nghĩ về tài chính á, thì dĩ nhiên em thích là nhiều con là tốt hơn. Nhưng mà bây giờ nuôi con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều, nên là thôi hai là được rồi chị ạ. Ừ, rồi. Quan điểm một trai một gái rồi, còn em thế nào nói dành cho biết đi. Cái đó điều đó không quyết định được, nên là con đi với mình là tùy duyên, không em không quan trọng trai gái. Con tới tùy duyên, còn gái không chịu không? Thì con gái không cũng em nghĩ được, không sao. Sao không được? Hai đứa gái càng tốt chứ sao không được? Dạ quá tốt. Ừ, quá tốt. Đẻ thứ hai đứa gái tôi thấy hay lắm, vui lắm. Thôi, quá tốt. Bây giờ tiến tới đi. Nắm tay Thùy. Anh xin phép gia đình bạn nữ và anh xin phép em được nắm tay em và để cảm nhận hơn về cái tình cảm của anh dành cho em. Hay quá. Dạ. Trời, hai đứa này tôi không hiểu sao mà ngày xưa lại có người từ chối ta, tụi nó dễ thương quá mà. Anh xin phép được nắm tay em. Tình yêu đâu có nắm vậy. Dạ. Giống như đối tác làm ăn quá. Dạ. Đứng ra đây. Thì hai bàn tay của em rất là lạnh, nhưng mà anh nắm bàn tay của em, anh thấy được cái sự chân thành, tình cảm trong đó. Và nếu mà em nhìn vào anh là một người đàn ông chững chạc, và anh có thể lo được cho em và gia đình sau này, và anh sẽ tin là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Điều đó là em hoàn toàn tin tưởng. Dạ, em cũng mong anh làm được những điều anh nói trong hôm nay. Anh sẽ làm được. Bạn bài hiếm hiếm. Đừng có buông ra chưa. Dạ. Ý gì? Không có ngứa đâu, gãi đâu, lúc đó chân á. Anh thực sự đến đây thì anh cũng không có chuẩn bị gì nhiều. Anh cũng không có giỏi về vấn đề ca hát, nhưng mà những cái lời anh nói, tình cảm của anh đó là thật lòng và nó là sự thật. Thì anh xin tặng cho em mà chương trình một cái bài hát, cũng anh hát không có hay. Yeah. Thà như thế. Yeah. Cô giấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nỗi sầu đầy một câu trước khi biệt rời. Chiều buồn ngàn ngào, ngàn cơn hấp hối chút ngọt ngào. Người hỡi hôn nhau đi lần cuối. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng có nếu kéo, nếu ta gặp nhau chỉ hỡi em. Thôi khỏi đi, chuyển đi. Dạ. Chuyển. Em gái hát đi, hát. Em không có thuộc. Không có thuộc đúng không? Dạ, hát đúng kiểu là hát lần cuối luôn á, sợ hát không kịp á. Hát gấp lắm. Em ngồi. Mời em ngồi. Thôi trở về vị trí nào. Những cái gì mà Hiến nói thì bây giờ bạn nhìn Ý Quỳnh. Thùy. Thùy suy nghĩ cho nó kỹ ha. Dạ. Hiến đã nói hết những cái gì suy nghĩ của Hiến rồi. Bây giờ Thùy suy nghĩ cho kỹ, mình đưa ra quyết định của trái tim mình nha. Để tay mình nút bấm đi Hiến. Dạ. Bây giờ chúng ta có thể đùa vui chút xíu. Chúng ta có thể trò chuyện với nhau thông qua người thân của chúng ta. Góp ý hết rồi. Mình xem tính cách hai người thế nào. Lắng lòng lại một chút xíu, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, không cần bấm, nhường cái nút bấm cho người khác. Và khi bấm, chúng ta phải có trách nhiệm về những quyết định của mình nha các bạn ha. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn chính thức hẹn hò với nhau. Đấy, nắm tay nhau đi nào. Nào. Nụ hôn đầu đời coi nào. Anh có thể anh rất là em anh biết là em rất là ngại và dạ. Và anh thực sự đây là lần đầu tiên anh nắm tay bạn gái. Nó là khoảng tầm cũng phải gần 20 năm rồi. Ừ. Và anh có lại cảm giác này, anh rất là trân trọng. Thì anh rất muốn được hôn lên má em. Và anh sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc này. Em có thể cho phép anh được làm điều đó không? Dạ. Cảm ơn em. Tuyệt vời. Để nguyên chưa? Nụ hôn đầu tiên nó phải lắng đọng chút xíu Hiến, từ từ nào. Từ từ, nhẹ nhàng, để nguyên không có hửi gì vậy được. Anh sẽ phép hôn lại. Để nguyên. Thôi là bạn nữ hơi ngại. Bây giờ vậy. Bánh này ngon lắm. Đừng có xin nữa của người ta. Không có, không có xin. Tính sao? Bây giờ Hiến cầm cái đi. Dạ. Đó. Hai cái. Để cho bạn Thùy cầm cái. Dạ.
cầm tay bên kia kìa, buông cái tay ra đi. Rồi cầm tay bên đây. Đó. Ăn bánh đi. Để nguyên, để nguyên. Mời bà mối ăn bánh. Bánh tình, bánh nghĩa. Bánh phu thê. Mời tôi ăn bánh. Chứng kiến hai đứa nó hạnh phúc ăn cái bánh hôm nay, nhớ ngày đặc biệt này nha hai đứa, không thể nào quên được. Người đi bánh ở lại nhé. Nói vậy thôi chứ tuyệt vời lắm. Trong giây phút này anh còn hạnh phúc lây cho tụi em nữa. Những cái lời em nói á, nó làm rung động trái tim hàng triệu người á. Không riêng gì Thùy đâu. Thùy có rung động không? Rung động tới mức mà anh thấy bánh càng ngon hơn nữa. Thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi, tặng quà đi em. Chả bánh cho người ta. Chả bánh cho người ta. Hả? Chả bánh, đừng làm vậy. Tuyệt vời. Những giây phút này không bao giờ mình quên được hết. Hai đứa hạnh phúc một, mà khán giả hạnh phúc nhiều hơn đó nha. Chú cố gắng giữ lấy những cái gì mình đang nói nha Hiến nha.